Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cách trồng lại cây quất sau khi đã chơi Tết xong nha bạn nhé. Thì hôm nay là mình làm một cách cho các bạn nào mà nhà vườn chật hẹp không có chỗ để rồng, thì là rồng tại ở trên chậu luôn, thì để biết cách rồng và như thế nào thì mời các bạn cùng lắng nghe và theo dõi mình nào. Thì đây, trước khi rồng các bạn chuẩn bị một cái chậu như này, chậu nhựa hoặc chậu xi măng được. Thì cái chậu ở bên dưới là các bạn phải đục nỗ nhá, đục nỗ đi để cho nó thoát nước. Và đây là khâu chuẩn bị cái chậu đã xong. Thì các bạn dùng cái loại đất này, mình cũng đã chuẩn bị đất trước rồi. Đất này là các bạn dùng đất nào cũng được, nhưng mà phải nói là đất sạch nhá. Đấy, các bạn phải dùng đất sạch này. Thì trước tiên là rồng, thì các bạn chuẩn bị đất. Và cái đất này là đã là trộn xỉ rồi nhá, trộn trộn một ít xỉ cho nó róc nước đấy các bạn. Đấy, trộn qua một ít xỉ hoặc một ít chấu, chấu đốt dở cũng được, mà chấu gọi là chấu sạch cũng được nhá. Thì sau khi rồng xong, sau khi chuẩn bị xong, các bạn cho đất vào đây. Đây, các bạn xúc đất vào đây. Đấy. Và tiếp tục các bạn cho nó chặt chặt vào. Đấy, xong các bạn đặt cây quất lên. Bạn chỉnh ngay ngắn này. Thì sau khi đặt cây xong, các bạn tiếp tục xúc đất vào. Các bạn xúc đất kín vùng quanh. Các bạn xúc đầy đây. Xong các bạn khoe ra vùng quanh này nhá. Đấy, bạn khoe cho hở một chút bầu qua này. Đấy, cho hở một chút bầu. Xong rồi các bạn tưới nước vào. Thì mình nói nốt cái một công đoạn nữa nhá. Sau khi các bạn rồng xong, thì các bạn nên tỉa tót lại cây cho nó chốt lại, cho rồng ngắn lại. Ví dụ như các cái cây cành này này to quá, mình muốn hạ cây to quá, mình muốn hạ lại để cho cây nó khỏe thì mình cắt đi. Kể cả như các cái cành bên này anh vậy. Thì bây giờ đây là đang một cây quất thế các bạn nhé, mình sẽ chốt lại tất cả các cái thế tàn của nó. Đây, ví dụ như này, mình sẽ bấm lại cho các bạn xem. Đấy. Mình sẽ bấm sạch đi. Lưu ý các bạn dọn sạch các cái răm ở bên trong nhé. Tất cả các cái răm nhỏ này các bạn nên bấm hết đi. Có quả nào mà các bạn mà chưa ăn đến thì các bạn cũng cắt đi và để ăn dần. Cắt cái này nó nhanh thôi. Các bạn mà để tất cả thì là nó sẽ yếu cây. Các bạn chốt răm ngắn hết đi. Đấy các bạn xem, nhìn trông nó bé thế này thôi, nhưng mà cuối năm mà nó phát bông tay là rất là dày dặn đấy. Các bạn xong này nên tưới cho nó một chút kích dễ nhá.
thì để tưới loại kích giữa gì thì là clip sau mình sẽ nói các bạn biết. Cái này tầm này thì nó cũng chưa cần phải ăn gì, và các bạn chỉ cần tưới nước thôi là được. Đây mình sẽ quay thực tế cho các bạn biết xem như thế nào nhé. Vấn đề là mình để máy là hơi xa thì nha, các bạn khó nhìn nhé. Đây các cái mà tay này, các cái tay này mà cảm thấy nó kém quá thì các bạn cắt đi và chốt lại cho cây nó lại nực nhỏ lại cho nó khỏe nhé. Đấy đây các bạn không tin thì mình cho các bạn xem này. Thực tế là mình đi xin được tất cả các cây này rất là nhiều luôn. Thì Tết xong là các gia đình chơi xong đều là bỏ thôi. Thì mình tận dụng tất cả, mình xin được tất cả các cây nùm. Đây là đang là một cây quất nùm nhá. Quất nùm quất tháp ấy là mình xé ra thế. Thì khi đang là cây quất nùm thì xé thế ra nó sẽ khỏe hơn rất nhiều. Bạn nhìn thực tế đất này, mình cũng đã trồng đất không và chưa tròn gì cả, thì trộn là xỉ thôi nhá, trộn xỉ vào để cho nó róc nước thôi nhá bạn nhé. Đây các bạn nhìn tất luôn, rất là nực cây, rất là khỏe luôn. Mình khi mình chốt lại như này là nhìn nực cây là nó rất là khỏe, chứ còn các bạn bảo để bình thường như một cây quất nùm nhá mà để lực nuôi khi đã đánh lên như thế này mà lại phơi chơi bao nhiêu ngày Tết rồi. Nếu mà để tất cả lá thì tất nhiên là như thế cây lực cây của nó sẽ rất là yếu. Mình mang về mình sẽ chốt lại, xé thế ra. Đấy các bạn nhìn, mình chỗ này mình cũng xin trong làng được khoảng tầm hơn chục cây. Mình sẽ đi quay lần lượt cho các bạn biết nhé. Các cây này là mình vừa bẻ hôm qua, mình cũng đã tưới ẩm rồi. Tầm này thì nó chưa ăn uống gì, các bạn không cần phải cho ăn gì đâu. Thì thời điểm nào cần cho ăn gì thì mình sẽ làm clip cho các bạn xem nhé. Đấy các bạn gì, thực tế luôn. Hôm nay là bảo là mình có làm một cây nghịch. Thực tế là mình trồng trên chậu này là rất là nhiều luôn, mười mấy cây liền luôn. Đấy các bạn nhìn, thực tế luôn. Đấy thì mình làm clip này chủ để cho các bạn mà có cây quất, mua cây quất về chơi Tết đấy, chơi xong muốn nuôi lại để năm sau chơi tiếp thì các bạn hãy làm theo mình. Các bạn mà thấy mình chia sẻ hay, ý nghĩa thì hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh để tiếp tục mình sẽ cho các bạn xem những video mới nhất nha các bạn nha. Clip của mình đến đây cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.